Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Đạo trường hư không, ngưng thần tĩnh khí, Thái Thượng. Đệ tử tham kiến Thái Thượng, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Có thể phân niu cùng Thái Thượng chính là niềm vinh hạnh của đệ tử, chứ đâu có vất vả gì. Đi theo ta, kỳ thực với tư chất của ngươi mà tấn thăng lên lục phẩm thì còn dư sức. Chỉ là, ngươi có biết tại sao ngươi bế quan cho đến nay mà mãi vẫn dậm chân tại chỗ, không thể nào đột phá lên khai thiên cảnh hay không? Đệ tử không hiểu, mong Thái Thượng chỉ điểm. Ngươi không thể nào đột phá, vốn không phải là tính giác ngộ của ngươi không đủ, mà là môi trường ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong thế giới này, thì ngươi mãi mãi không thể nào đột phá khỏi gông xích của đế tôn cảnh, mà lên khai thiên được. Như vậy là vì sao? Bởi vì thế giới hư không này chính là tiểu càn khôn của ta. Gì cơ? Mỗi một khai thiên cảnh đều có tiểu càn khôn của mình, thiên địa vĩ lực ở trong tiểu càn khôn chính là nền tảng của sức mạnh khai thiên cảnh. Nếu ngươi trở thành khai thiên ở trong tiểu càn khôn của ta, thì thiên địa vĩ lực tỏa ra sẽ làm ô nhiễm căn cơ của ta, ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Thế nên ngươi không thể nào đột phá khai thiên cảnh ở đây thành công được. Vậy là thế giới mà đệ tử đang ở chính là tiểu càn khôn của Thái Thượng hay sao? Không sai. Chỉ có cách duy nhất là ngươi rời khỏi tiểu càn khôn này của ta, tới thế giới rộng lớn ở bên ngoài mới có thể lên khai thiên được. Nhưng giờ nơi ta đang ở, kẻ địch khắp nơi, mặc tà tác quái, nếu rời khỏi thế giới hư không, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là ở lại trong thế giới hư không hay là mạo hiểm rời khỏi. Thái Thượng, Triệu Nhã và Bạch Dã Vẫn đang ở trong tiểu càn khôn của ngươi đúng không? Sớm đã không còn ở trong này nữa, giờ chúng đang ở đại thế giới khác rồi. Dám hỏi Thái Thượng, hai người bọn họ sau này có thể lên được khai thiên mấy phẩm ạ? Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì chắc chắn là có thể lên thẳng thất phẩm. Thất phẩm, không hổ là bọn họ mà. Đệ tử cũng có ý muốn lên khai thiên, nên mong Thái Thượng thành toàn cho. Ngươi đã quyết định rồi à? Ta hy vọng ngươi có thể nghe theo bản thân mình, chứ không vì muốn cùng người khác so sánh mà sinh ra sự hiếu thắng tranh giành. Lời Thái Thượng dạy, phi bình khắc cốt ghi tâm. Võ giả như chúng đệ tử tu hành cả đời, chính là mong muốn có thể đứng trên đỉnh cao. Hôm nay nếu đã có cơ duyên này, vậy đệ tử cũng không mong bị bỏ lỡ. Càng huống hồ, bên cạnh Thái Thượng còn có địch mạnh. Đệ tử bất tài, nguyện dùng chút sức nhỏ bé của mình giúp Thái Thượng trảm yêu diệt tà, quét sạch cái ác. Ngươi có lòng rồi, nếu vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng trước khi đi, ngươi phải đóng một vở kịch với ta. Vở kịch gì ạ? Để người khác hiểu lầm ngươi đã tấn thăng lên khai thiên rồi đó. Nửa ngày sau, chư vị, gần đây ta đã cảm nhận được dấu hiệu tấn thăng sắp đột phá rồi. Trước khi ta đi, muốn sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đạo tường này cho các vị. Miêu trường chủ sắp đột phá nhanh vậy hay sao, hả? Sau khi ta đi, trường chủ đạo trường đời thứ hai sẽ là Tha Ngôn. Ta còn không mau tiếp chỉ. Vâng, Thang Mỗ nhất định là sẽ quản lý tốt đạo trường hư không cùng chư vị, không phụ lại thiên hạ, không phụ lại Miêu trường chủ. Vậy thì ta yên tâm rồi. Đây là Miêu Phi Bình, đã chuẩn bị tấn thăng lên khai thiên rồi sao? Vậy chẳng phải hắn chính là người đầu tiên lên khai thiên hay sao? Hôm nay tại hạ tấn thăng khai thiên, thế giới này đã không còn chỗ dung chứ cho tại hạ nữa. Sau khi ta đi, mong chư vị cố gắng phò trợ cho trường chủ đạo trường mới. Ngoài Bích Nạc Quan, ở nơi nào đó ở trên mảnh đại lục trôi nổi, Thái Thượng, người ta mặc thế này có đẹp trai hay không?
Đẹp trai lắm, đẹp trai lắm. Ngươi nhanh chóng tấn thăng đi. Ở đây chính là ngoài Bích Na Quan. Hình như gần đây Mặc tộc không được an phận cho lắm. Chúng ta nhất định là phải bảo vệ tốt cho Miêu Phi Bình, để hắn thuận lợi tấn thăng. Vâng. 3 ngày sau. Thái thượng, ta đã tấn thăng khai thiên rồi. Tốt lắm, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bây giờ ngươi đang ở lục phẩm, sau này có hy vọng lên bát phẩm. Tu hành phải chú ý tích lũy, không được tham lam thăng tiến. Đệ tử nhớ rồi.